Hiện nay để có thể ủng hộ Thành Hòa thì các bạn có thể đến với tiệm ăn vặt Sói Ca với menu cực kỳ hấp dẫn với các món ăn là bắp rang bơ nè, bánh tay heo nè, da heo chiên giòn và cả khoai lang sấy nữa. Và để liên hệ đặt hàng thì các bạn có thể vào bất kỳ video nào trên kênh của mình và ấn vào phần mô tả có nút hiện thêm nè, kéo xuống mục mua đồ ăn vặt Sói Ca để ủng hộ Thành Hòa. Liên hệ thì các bạn có thể liên hệ Facebook cá nhân của mình hoặc là Facebook cá nhân của bà chủ kênh là vợ mình á, và ship COD toàn quốc nha mọi người, free ship đơn hàng trên 300k. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất là nhiều luôn. Chơi World Cup free, đá F4 đi để nhận hàng triệu những phần quà độc quyền tại worldcup.f4.garena.vn. Ngày hôm nay mình sẽ đấu đội 4-2-3 mọi người, đây là đội hình của mình luôn, lấy lại cái top 1 nha. 4-2-3 chiến lược đội đây, anh em có thể copy khi cần nha, copy khi cần. Ok, mai tôi đá thêm. Cho Brexit vô đá CM luôn đi. Kevin De Bruyne luôn. Và để ủng hộ Thành Hòa thì anh em có thể đặt đồ ăn vặt nha mọi người nha, ăn vặt Sói Ca. Vừa ăn vừa đá FIFA, giá chỉ có 30k thôi, ăn rất là ngon. Bắp rang này, bắp rang khác và là bắp rang làm chiếu phim nha. Bắp rang chỉ quê mình mới có, ngoài ra còn có cả da heo chiên giòn, cơm cháy, khoai lang sấy, rất nhiều món ăn. Anh em có thể xem cái menu dưới phần mô tả nha, phần mô tả có link Facebook của mình, Facebook của vợ mình. Có link Wishcard, anh em sẽ xem và anh em chọn món mà anh em inbox cho mình, có cả link Shopee nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Và ship COD toàn quốc nha, anh em đang ở đâu trên đất nước Việt Nam này tôi đều ship tới nhà cho mọi người. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Con Spotlight nó chưa ok lắm. Con Spotlight chưa ok lắm. Chia sẻ tiếp mấy bài đánh nè. Ok, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cách lối đá ban bật truyền như thế nào cho nó tới goal và vẫn có thể truyền được nha. Tôi sẽ đá từ ban bật tới tận goal luôn, tới tận khung thành luôn, không quan tâm bên kia đá 5 hậu vệ, 6 hậu vệ. Tôi đá cho anh em tới ban bật truyền. Hướng dẫn anh em kỹ năng dễ nhất và kỹ năng ghi bàn dễ nhất luôn á, kỹ năng truyền. Anh em nhớ tập trung vô nha, trận này tập trung truyền thôi, truyền tới chết nè. Tới khi phòng ngự thì anh em kéo người ra, mình kèm thằng cao nhất mình đang chạy nè, đó mình phải che lại thằng này. Anh em phải điều khiển kèm với thằng cao nhất, chứ anh em không điều khiển kèm thằng cao nhất á, là anh em sẽ bị nó đúp ra là chạy lại. Tay bạn bật nè, khi truyền thì em nhớ nhìn nha, đây ở trên đang trống nè đúng không, phía trên cũng đang trống nè, truyền xuống dưới lại nè. Và khi truyền ở hàng tấn công thì nhớ QS nha mọi người nha, giữ Q nhấn S cho nó chạy lên hàng hậu vệ thì không, hàng CM là phải QS nè, cho truyền xong chạy. Ông ghi 6 hậu vệ đúng không, đây ông ghi 6 hậu vệ luôn, tôi vẫn truyền đây, tôi vẫn truyền nè, đây và tôi vẫn truyền nữa nè, đấy và tôi vẫn truyền nữa nè, và tôi ghi bàn nè. Ok chưa, chi tiết chưa? Khả năng truyền đó chính là mình sẽ truyền, cho dù bên kia 6 hậu vệ, 7 hậu vệ, 10 hậu vệ cũng được kệ, cứ truyền là sẽ có bàn. Tại ở mê tay, tại cái truyền nó dễ ghi bàn, quan trọng là em nhìn được thằng cầu thủ anh em sẽ chạy hướng nào thôi, sẽ chạy hướng nào. Được ha. Cảm ơn bạn check at, anh check at Huy Nobi. Cảm ơn bạn Huy Nobi nha. Ok Huy Nobi, chờ tôi tí nha. Còn nha, vẫn còn nhận trái hạt nha mọi người nha, em gửi tôi trước 9 giờ quá. Dũng đã rescan 5.000 đồng, dễ như anh nói thì anh em lên thách đấu hết mặt cười. Cảm ơn Dũng nha, đã em ra xấu về nè, tôi làm tôi thị phạm cho anh em coi luôn rồi nữa. Dễ mà, anh em cứ làm huy trang như mình nói là được. QS tới tận goal á, tới tận goal QS mà. Cảm ơn Huy Nobi nha, cảm ơn Đỗ Đức Duy nha, hoàn chức giúp hạt. Hello hello, xem coi. Ok nha, Duy nha. Ok ok. Đây, trận này là hướng dẫn anh em ban bật luôn, ban bật tới tận goal, tới tận khung thành luôn, vẫn còn ban bật. Không quan tâm bên kia đá bao nhiêu hậu vệ, mà mình chỉ quan tâm là cầu thủ bên mình nó chạy đi đâu thôi. Mình chỉ quan tâm cầu thủ bên mình nó chạy đi đâu. Đây, ban bật chuyền nè, ở dưới đang trống nè, thấy không? Đó, phải QS nè, quan trọng em phải QS đây, ở trên đang trống nè. Rô béo đang trống nè. Nút nét vét chạy nè, mình chuyển xuống nè. Son Nguyên đang chạy nè, thấy không? Đấy, Son Nguyên đang chạy, mình ghi bàn nè. Ờ ba lỗi rồi. Anh em thủ là anh phải kèm người cao nhất. Đấy, còn thằng nào đang chạy xa nhất bên kia là mình phải kèm thằng đó. Thằng nào chạy xa nhất, thằng kia chạy xa nhất nè. Đó, kèm với thằng xa nhất thôi, thằng dưới xa nhất nè. Cứ kèm thằng xa nhất là mình sẽ có thể thủ được đó cho. À, còn khi truyền thì mình truyền ra nhắm người nào không ai kèm đó nè, lúc nào cũng sẽ có khoảng trống hết trơn á, cho dù có 10 mấy hậu vệ cũng sẽ có người có khoảng trống à, cái game nó vậy mà.
thầy bóng chuyền thôi. Kevin trống nè, Perisic trống nè, Robertson trống nè ha. Ghi bàn nè. Ok chưa? À ok chưa? Chuyền thôi, chuyền bên kia xấu về đó, vẫn vẫn bị xuyên như thường mà. Chuyền đó. Dấu tên 249 đã uy scan 5.000 đồng. Chuyền này bỏ e đúng rồi. Giúp em ơi Phạm Đức Hoàng à, e mới bán team quốc dân chơi team khác a xem giúp e ổn cô ạ. À cảm ơn Phạm Đức Hoàng nha. Ok ok. Nhớ thả chạy nhanh ra, nhớ thả chạy nhanh ra. Dấu tên 392 đã uy scan 5.000 đồng. Hôm trước ông check cho tôi nghe theo ông bán hết xây team lại luôn thì ông check lại dù tôi xem ổn chưa nha. Ok bạn. Cảm ơn 392 nha. Ủa sao cho tôi đến game trời. Cho cái thơ. Cho tôi đến game chứ không cho sao biết chết như thế nào. Cho xin tên game cho 392 nha. Đây nè, đây truyền nha, vẫn là truyền nha, truyền tới tận goal luôn. Robéo chạy nè, anh em xem Robéo chạy nè. Ở dưới trống nè. Thấy không? Ờ. Đây không thấy bên này cao nhất, xem cô đang chạy đâu, mình sẽ kèm thằng cao nhất thôi, mình kèm thằng cao nhất nè, đó. Khi nó chạy việc vị rồi cho anh chạy luôn. Mình kèm cao nhất thôi. Chỉnh nó môn ra nè, tạt vô đúng không? Không tạt. Không đầu. Không có chuyền vòng mất banh liền. Đây chuyền nè, đây lần này ban bật nè, tấn công nè, đó ban bật nè, đơn giản không? Thôi từ qua đây tôi mất tập trung. Cái truyền là cái dễ ghi bàn nhất trong pha lô 47 hiện tại luôn á. Anh em truyền là sẽ có bàn ngay à. Mình ghi không thể nào kèm hết tất cả cầu thủ của mình được. Lúc nào cũng sẽ có người trống. Đây nè, đó có trống nè. Song Minh đang trống nè. Savic trống nè. Phía trên nè, Medicis cũng trống nè. Đấy, Song Minh cũng trống nè, Kevin đang chạy cũng trống kìa. Đó. Tạc vào nè, lũm nè. Ồ. Dấu tên 392 đã uy scan 5.000 đồng. In game Phong và Đông chúc EA 1-1 WCKI nhảy cầu nha. Ok 392 nha, nhìn nè 392 nha đấy. Tôi bày cho anh em cách đá dễ nhất luôn á, không phải dễ mà anh em đá như mình là nó sẽ dễ ngay à, truyền thôi. Không quan tâm ghi thủ bao nhiêu. Đó, mình vẫn có người có con trống à, đấy anh em tìm ra người nào có con trống là anh em truyền là xong à. Đấy con trống ha. Đấy con trống nè, đấy con trống nè. Chuyền đây cũng có con trống nè, chuyền xuống lại nè. Xong mình có con trống kìa. Đó, cứ nhìn có con trống là anh em truyền. Là anh em sẽ thấy đường mà ghi bàn nè, đâu có gì khó khăn đâu. Đây, ở dưới con trống nè. Cho dù có 10 giờ cũng không bao giờ kèm hết được người này vào đây, nếu với con trống nè anh em ha. Ghi bàn nè. Ok chưa? Đó. Chết chưa? Lúc nào cũng sẽ có 1 đến 2 người có khoảng trống. Không bao giờ cầu thủ của anh em bị kèm hết. Cái FIFA 4 nó là như vậy đó. Không bao giờ cầu thủ của anh em bị kèm hết cả. Này con trống quá trời luôn à. Thủ không biết không quan tâm thủ bao nhiêu người luôn á. Cứ lên là đó là có người là có banh nè. Này tôi chỉ xuống nè. Dưới con trống nè. Đó ở dưới con trống nữa kìa. Trên không có nữa kìa. Hả? Quá trời con trống cho anh em truyền luôn. Quá trời con trống cho anh em truyền. Còn khi phòng ngự luôn thằng kia đang chạy đó, anh em kèm thằng đó là anh em kèm thằng đang chạy nè. Đó, cứ kèm thằng này ra. Ôi chết bà đó. Ê lỗi ta. Mà nó không biết sao nên tắt cái màn chật. Cứ kèm nữa chứ mà biết sao rồi. Dấu tên 445 đã uy scan 5.000 đồng. Anh check zoom em ơi, hi Sandro voi em come on. Không, bạn đó nhiều nha, ok nha. Lâu bị lỗi đó, anh em kèm thằng cao nhất thôi, và đó sao nó tuôn chứ banh nó đi luôn á. Đây huy truyền lúc nào có con trống anh em à, đây có con trống nữa nè. Bạn đó, kìa. Đây kèm người cao nhất nha, kèm người cao nhất thôi. Cái kèm người cao nhất là cái cơ bản nhất của cầu bóng người đó, kèm người cao nhất. Xem nữa trong đây đâu nên thằng này cao nhất, đây này cao nhất nè. Cái kèm này
I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always đây, mình cũng truyền luôn nè. Đồ béo chạy kìa, đồ béo chạy ra. Bây giờ anh hết thủ xấu vậy rồi, giận thủ bố vậy. Anh thủ bố vậy thì nát luôn rồi, xấu vậy còn chống quá trời. Giờ anh hết giống thủ xấu vậy rồi, thủ bố vậy đây. Anh thủ bố về thì sao anh thủ được, đúng không? Bây giờ nãy xấu về là quá đau quá, chia hết người luôn mà vẫn truyền được. Bây giờ bố về thì cái khoảng trống trên em truyền nó lại nhiều hơn nữa. Em cứ truyền là sẽ có người đó, truyền là sẽ có người luôn á. Này truyền có người nè. Bây giờ ai? Đây khi vòng ngựa đá em coi nè, cao nhất kèm nha. Đây này cao nhất nè. Còn khi ban mật này bốn hồ vệ dễ quá ha. Nãy tôi bày nè em sáu hồ vệ đó, em đủ đá được đúng không? Bây giờ bốn hồ vệ là quá đơn giản nữa, chỉ cần nhìn truyền truyền thôi, khoảng trống quá trời luôn. Nhưng mà bốn hồ vệ khó truyền hơn nè, bốn hồ vệ khó truyền hơn. Tại bốn hồ vệ nhìn nó trống gì cho truyền hay bị sai. Còn sáu hồ vệ truyền dễ lắm, sáu hồ vệ truyền dễ lắm. Bốn hồ vệ nè đã khoảng trống nhiều quá, nhưng đôi khi mình thấy nhiều quá mình truyền hay bị sai. Truyền nè đã khoảng trống nè. Cứ gặp ai chống là truyền, em thấy không ai bị chia là truyền rồi đó. Headvest cũng truyền nè, đó bây giờ xích cũng truyền nè, lại truyền tiếp nè. Đấy mình vô cũng thành, mình vẫn có truyền luôn nè, vô đây mình truyền luôn nè, đấy đây mình vẫn truyền nữa nè, bên đây mình truyền lại cho đô béo nữa nè, penalty nè, ha, truyền vòng vòng trong vòng cấm không thể nào kèm được luôn. Bốn hồi nãy sáu giờ em kèm đâu được đâu, bây giờ bốn hồi giờ sao kèm được? Chuyền vòng vòng mà không bao giờ lấy banh luôn á, chuyền là hết giờ luôn, đó là đẳng cấp của câu giờ đó. Câu giờ trong vòng cấm của đối thủ. Đẳng cấp chưa? Đẳng cấp ha. Không phải 7 nha, không phải 7 đó nhiều. Ok ok anh em, hết game tôi check đặt nha. Đây lại ban mật nữa nè. Lại ban mật nữa nè. Đây ban mật nữa đây. Đó ở trên trống nè, góc trên sông minh trống này nè ha. Sông minh trống này đâu kèm hết được. Đây móc xuống này, truyền xuống lại lần nữa nè. À lần này bị lỗi gì? Lỗi gì? Em chỉ đem cách thủ kia đối phương đi xuống biên à. Ok xuống đúng một trái vô luôn. Xuống biên. Cũng được, cái phòng ngự là cũng phải từ từ, cái phòng ngự nó khó hơn, cái phòng ngự phải từ từ, từng bước. Đó, ngày hôm nay bày anh em cách này anh em bày bật chứ, ok ngay à, bày bật ổn áp chứ đúng không, bày bật ổn áp chứ.